Rồi, trước mắt các bạn đây là cái gương thông minh. Các bạn có thể nhìn thấy trên đây là toàn bộ cái mặt điện tử hiển thị từ ngày tháng năm, và quan trọng nhất là mỗi buổi sáng khi chúng ta bước vào nhà vệ sinh, chúng ta sẽ biết được ngày tháng năm và nhiệt độ ngoài trời là bao nhiêu độ. Bên cạnh đó còn những cái tính năng khác như là tính năng chống phá sương, như các bạn nhìn thấy. Tôi ấn lên như này có nghĩa là khi chúng ta trời nồm ẩm hoặc chúng ta tắm thì sẽ không bao giờ gương bị ố mốc hoặc là không soi gương được. Tiếp theo nữa, một tính năng không thể thiếu được đó chính là chiếc đèn làm tăng cái độ sang của phòng tắm hay nhà vệ sinh của các bạn. Đó, đây các bạn có thể nhìn thấy. Và bên cạnh đó, ngoài những tính năng như vậy thì còn có tính năng giải trí. Chúng ta có thể nghe nhạc qua Bluetooth, chúng ta phát nhạc từ những chiếc điện thoại thông minh hoặc bất kỳ những cái nào có tính năng kết nối Bluetooth. Và đằng sau chiếc gương này chính là hai chiếc loa có công suất 20W nhưng rất nhỏ nhưng mà lại rất có võ, nghe rất là hay. Và bên cạnh đó chính là một cái tính năng nữa, đó là nút set setup. Chúng ta có thể set lại ngày tháng năm và chúng ta thấy có thể phải chỉnh lại thì chúng ta sẽ chỉnh lại ban đầu. Còn đa số nút set này chúng ta chỉ, mọi người có thể nhìn thấy đây, set đây là tôi đang set về giờ, sau đấy là đến ngày tháng đó, mọi người có thể nhìn thấy được. Đây là nút tắt bật chúng ta thường xuyên sử dụng. Đây, chúng ta nhìn thấy nút cảm ứng rất là nhạy, chỉ cần chạm kẽ vào là đèn tắt bật sáng.